Hai nguyên liệu chính đó là bourbon whiskey của Mỹ và soju của Hàn Quốc, là cũng coi như là hai nguyên liệu đặc trưng của hai nước và chuẩn bị đến cuộc hội nghị sắp tới đây. Và nguyên liệu tiếp theo là dứa, sẽ là nguyên liệu của Việt Nam, nó sẽ trung hòa được hai vị rượu đấy với nhau. The extravagance is the double beef, double bacon, double cheese, fried pickles, and then topped off with the chicken floss to represent the head of hair that Mr. Trump has. So it was quite, and the name Dirty Donald came from, our restaurant here is called Dirty Bird, D-U-R-T-Y. So it just rolls off the tongue quite easily, the Dirty Donald. And then for Mr. Kim Burger, so again, on a freshly baked bun, the smoked wild boar and smoked pork belly, which is a nice addition and a change from to offer an alternative to the beef. And then to give the Korean element, we put kimchi mayonnaise and then crispy fried kimchi as well.